làm thâm niên thám hiểm giả, Giang Nhược Trần thâm nhập một chỗ dưới lòng đất di tích, lại không muốn bị một tòa thần bí cổ tháp mang vào dị giới, trở thành Trấn Nam Vương triều một gã thân thể suy nhược không cách nào thức tỉnh võ hồn ấn ký phế vật vương tử. Nhưng mà ở lần thứ 10 thức tỉnh nghi thức thượng, Giang Nhược Trần rốt cục thức tỉnh, nhưng thức tỉnh lại là phế võ hồn, cá chạch bị mọi người trào phúng cùng nhạo báng, nhưng lại có ai biết Giang Nhược Trần thức tỉnh võ hồn? cũng không phải là cá chạch, mà là thượng cổ thần long võ hồn. Chẳng qua bởi vì linh lực bản thân không đủ, mới không đủ để hiển hóa long hồn chân chính. Lại xem Giang nhược trần cuộc khởi như thế nào, cùng phong vân tế hội đại tranh chi thế nghiền ép quần anh, đương thời vô địch. Chương 1 Cường giả vi tôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Cửu Long Thần Quyết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Thoát thai hoán cốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Ý thế hiếp người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Nghi thức giác tỉnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Thức tỉnh long hồn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vào thông mạch cảnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Đã thông ám mạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Tới cửa nhục nhã. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Diệt sát tiểu thúy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.